Thanh à. Hello đồng chí. Trưởng phòng bán hàng. Quá trẻ quá đẹp trai. Tóc bạc hết rồi. Tóc bạc hết rồi, suy nghĩ quá mà, suy nghĩ làm sao mà để bán được nhiều. Đẹp ha. Đang vệ sinh lại cho nó hả? Đang vệ sinh lại hả? À. Lắp cho anh được cái gì? Đó bên đó hả? Ủa trên lầu nữa à? Kia hả? Ủa khách đang coi sao vậy? Ờ xe của anh ai coi vậy? À thôi bình thường cứ để họ coi không sao. Về anh cũng cho người ta coi. Bây giờ chạy để test thử bao nhiêu lít xăng nữa. Tầm 4 lít rưỡi. Đúng không? Chuẩn không? Xe này là đường phố là nó còn tiết kiệm hơn đường trường. Ờ à, anh đi đường trường. Đi công tâm mua xe luôn. Nè nó bản hybrid là nó màu xanh này đúng không? Pin của nó là à ghế phụ à, đưa anh coi pin. Không có đâu anh, nó phải tháo hết cái này ra, thay cái pin nó nằm ở dưới này. Pin là nó bảo hành bao lâu ta? Pin thì bảo hành theo xe thôi anh ạ. À. Nhưng mà Toyota Việt Nam người ta chỉ khuyến khích là khoảng tầm 9 10 năm thì anh thay pin một lần. À. Và lúc đó đổi xe rồi. 3 năm là đã không thấy xe nữa. Ồ, nó, lớp xe cua nằm dưới. Lớp xe cua đông nó nhỏ hơn. Nhập Thái đúng không? Nhập Thái Lan đúng không? Ngồi thất màu đỏ này, đẹp này. Hybrid. Rồi vậy là bữa. Không cần rửa đâu, về anh rửa mà. Là bây giờ xuống là anh giao tiền thôi, không cần rửa đáy đâu, về anh tự anh rửa thôi. Bữa là cọc 20, bây giờ còn 900 nha, 900 lấy. 900 lấy xong. Giấy tờ anh lấy xong cũng được. Giấy tờ. Không sao. Cứ giao đủ tiền lấy xe thôi. Atit mới em. Ồ Atit mới. Bán nhiều thì anh mua về anh quay vui coi. Kêu giám đốc bán rẻ thì anh mua một chiếc. Cũng đẹp ha. Ủa thấy mấy xe mới thích ghê. Mâm mới nè, mâm mới đầu mới luôn. Thấy xe mới ghiền ghê. Này nhập. Này nhập hay gì ta? Nội thất nè. Nội thất mới của Toyota cũng đẹp ghê anh chị. Này Toyota họ thiết kế cũng đẹp. Thôi để xuống làm thủ tục rồi lấy xe rồi trải nghiệm thử cho anh chị 100 cây bao nhiêu lít nha. Cái xe ra nhỏ kia em cũng thích lắm mà đặt không có xe. Xe ra nhỏ máy nó máy turbo luôn nha anh chị. Có 500 mấy. Còn chiếc nào ra đây không Thành? Còn chiếc nào không là anh lấy chiếc? Chiếc về chạy thử. Còn chiếc nào đây không? Máy turbo luôn. Đẹp ha. Còn chiếc nào không? Cái này anh. À. Bây giờ anh xe cũ anh cứ tự tin mua giá nhé. Chuẩn bị tháng 5 là tăng giá này, cửa đốt tăng. Không bây giờ anh mua bây giờ. Ủa, đúng màu và toàn thích luôn, hợp mạng luôn nè. Xe này mà toàn đi là nhức nách luôn nha anh chị, đi trong phố là nhức nách luôn mà hãng không có bán. Tại vì phải đặt. Này phải đặt. Đặt từ tháng 8 tháng 9 lâu quá. Có là lấy luôn á, bây giờ xe này mà chốt cả là lấy về luôn á. Hoặc là trên xíu là lấy về luôn á. Đẹp ghê. Nó cũng gọn nha anh chị, gọn 500 mấy, máy turbo. Mà nó cũng gọn gàng nữa. Tiếc là không có xe. Đẹp. Cứ tính kỳ à. Không thích cái gì cứ thích xe à. Nên là bao nhiêu tiền là thấy xe là muốn đổ vô về ngắm mà thôi, cứ chạy đâu một mình em có chạy hết đâu, em cũng mớ xe ở nhà. Nhưng mà cứ thích vậy chứ. Nhưng cái đầu em vẫn không thấy đẹp lắm nha. Đầu vẫn vuông vức quá, nó không có mềm. Đầu mà nó mềm mại xíu nữa là được.
được cái em thích cái máy, cái máy, cái động cơ với cái giá, cái giá với lại cái động cơ này là em thích, nó gọn nữa anh. Đến được, cảm ơn Hòa nha. Dạ. Làm dịch vụ là mà anh chị tới gặp Hòa nha, trưởng phòng dịch vụ nha, thằng em rất là dễ thương. Cứ mua xe thì tới gặp Thành đúng không? Cảm ơn anh nhé. Ok Thành, cảm ơn Thành. Cảm ơn anh. Ok ok. Ừ, mỗi anh chị để đúng với xe xăng với điện 9 km. Cái màn hình này. Cái xe này là nó chạy giải tốc độ thấp á. Rồi nó chạy hoàn toàn bằng điện. Hoàn toàn bằng điện hết. Đồ xăng giúp em nhanh toàn. Ok ok, cảm ơn Thành nha. Có không? Rồi. Ủa cái này thân chân à? Ủa là phanh điện tử. Đây, bây giờ sẽ làm cái hành trình vô cây xăng đổ đầy luôn nha anh chị. Đổ đầy để cho anh chị biết được 100 cây bao nhiêu lít. Ủa mở đó không anh? Không lên à? Ủa mở đó mà. Đây cứ mở lên rồi, đây rồi đúng không? Đổ đầy luôn anh, open luôn. Xăng với điện nha. Coi thử cái xe cross xăng điện này bao nhiêu lít. Xăng này 297 hả? Open luôn nha. Cái này thì em không lột để tạm thời anh chị nào mua thì anh chị lột nha. Ờ mới tin luôn. Em mua là giá không bớt không khuyến mãi gì luôn á. Nói chung xe không có hàng, đặt lâu lắm rồi. Đặt đến lúc mà mình quay thì lúc đó mình chán cha rồi. 928 triệu nha anh chị, màu trắng ngọc trai. Hồi nãy là cọc 20 chuyện 900 mà sau cậu nhân viên mới điện là anh toàn là màu trắng ngọc trai thêm 8 nữa là 928 nha. Chứ không phải là em mua 92 là em bán anh chị đời 8 triệu đâu nha. Đó là chưa thuế đâu, thuế là thêm 92 triệu đóng thuế nữa. 1 tỷ mấy á. Đầy bình, đầy ọc luôn nha. Để căng bao nhiêu cho nghĩa. Ọc luôn, ọc luôn. Ọc ra luôn. Ọc ra. 34 lít. 34 lít là 35 lít. Hết triệu. Chiều 050 nữa. Đúng rồi. Nãy là ủa cái này cái gì đây? À không phải, tưởng chày chết rồi. Giờ đi lên cung tâm luôn. Ủa đi không biển số, không đăng kiểm nên không biết sao. Hy vọng là không sao nha anh em. Hy vọng là không sao nha anh chị. Lên cung tâm mua con Fortuner. Full, full bật. Full luôn nha anh chị. Đó, giờ là lên đường. Bấm về chip A là không nha, 0 km nha. Đó, bắt đầu chạy. Cái này hiện đang là chạy điện nè. Anh chị mà chạy dạy tua thấp á, nó không phải canh theo km anh chị. Nãy giờ em thử rồi, không phải canh theo km mà giống như là cái chân ga. Chân ga mà anh chị đạp sâu á thì nó sẽ chuyển qua là động cơ xăng. Mà anh chị đạp nhẹ bình thường á thì nó chạy điện êm ru à. Rất là êm. Đây đang điện. Đây đang điện nè. Đó, đây đang điện nè. Đó, đây là điện nè. Xanh là điện nè, mà đạp lên là vàng, vàng đạp lên phát nữa lên đỏ là động cơ xăng nó hoạt động. Cái pin đây được nghe nói được bảo hành 7 năm á, không biết sao. Đó, cái này nè, đạp đề ba lên là bắt đầu là nó truyền moment xoắn của động cơ xăng nó truyền vô là đang chạy xăng nè, lên eco xăng nè. Còn dưới nè, đó để mà riu ga xanh lên là điện. Cái chỗ đây là xanh là điện. À, rất là dễ nha, rất là dễ. Tổng thành cái nội thất thì em sẽ quay review kỹ hơn cho anh chị. Còn này thì cái hành trình mà đi test thử thôi nên là sẽ không có quay cái nội thất. Nhưng mà cảm giác ban đầu khi mà chạy xe này thì rất là êm đó. Êm. Rất là êm. Cũng hơi có tiếng ồn. Hơi có tiếng ồn, tiếng ồn. Thì nó thật sự nó tầm tiền mà tỷ đồ lại thì nó phải có tiếng đó thôi. Chứ còn mà anh chị muốn mà êm ru không nghe gì thì 7 tỷ như 570 mà 7 tỷ vậy lên thì nó em không nghe gì luôn. Nhưng mà vậy nguy hiểm nha, chạy trong mà nó tỉnh luôn là nguy hiểm. Đây vẫn nghe được tiếng lốp, tiếng bánh xe, tiếng vọng từ bên ngoài. Đây giờ cái đây cái quảng trường nè, đây là quảng trường đại đoàn kết của Gia Lai.
mấy cái tay nắm, mấy cái đồ đúng là Toyota, đúng người Nhật họ cố gắng hết sức có thể rồi, đã thấy da viết cái đây dẻ da, không phải da, đây lại là da, tóc bi lại da, đây là dẻ da, nói chung họ cũng cố gắng hết sức có thể rồi nó mới ra vậy. Nó vẫn thô hơn xe hàng rất là nhiều nha, đó nhìn nó thô hơn xe tiền tỷ nhưng mà vẫn thô hơn xe hàng. Kia với Hyundai thì họ làm tinh tế hơn. Đâu đây là chạy thẳng với quảng trường đâu được, rào rồi mà. Đó, đi đường đây chứ. Đi đường đây chứ. Ồ, khách là điện rồi. Rồi em nghe điện thoại xíu rồi. Đây, giờ là ra khỏi thành phố rồi nha anh chị. Giờ là 12:30 rồi. Nhiều anh chị cứ hỏi toàn là có khi nào xe thơm quá hay là như thế nào mà nhiệt tình vậy. Thì nhiều lúc em chia sẻ thật với anh chị, không phải là thơm hay là này nọ, xe rẻ gì đâu. Quan trọng là mình muốn cho nó xong việc, công việc muốn cho nó gọn, cái nào cho nó xong cái đó. Nên là tranh thủ, tại vì cái thời gian nó không cho phép mình được nhiều, nên là cái nào mình giải quyết cho nó gọn. Gọn xong rồi để thời gian mình làm việc khác, chứ không có hẹn, không có chờ đợi hay này nọ. Mình sắp xếp xong cái tiện cơ hội khác tới là mình lại triển khai. Đó. Nên là luôn luôn cái em bố trí thời gian, cái sắp xếp công việc nó rất là hợp lý, nên là phục vụ anh chị cũng tuy là nhân lực ít, nguồn lực ít, bên ô tô em rất là ít, nên là nhưng mà vẫn đảm bảo được thời gian hỗ trợ anh chị mua bán nhanh gọn, chốt là mua. Đó, giờ lên trung tâm mua Fortuner máy xăng, nên là nhiều lúc em công bố giá luôn, anh chị biết rồi, mua rẻ thì đời này em công bố giá chị, nên anh chị phải hiểu cái điều đó, nên là chia sẻ với Toàn. Tiếp theo là cái xe này rất là hay nha, nãy giờ sau mà 15 phút trải nghiệm thì em cũng, cái xe này thì thực tế là em cũng không có tìm hiểu nhiều đâu, em chỉ biết nó là xăng và điện vậy thôi. Thời gian tìm hiểu xe này em không có thời gian, rất là thích lên coi tìm hiểu để mình hiểu biết thêm, nhưng mà không có. Thì hôm nay em sẽ review cái gì mà em biết, xong rồi anh chị để lại những cái bình luận phía dưới góp ý, những anh chị nào đã có thời gian đọc tìm hiểu nhiều hơn Toàn á thì cái gì mà Toàn chưa đúng thì góp ý với Toàn để cùng hiểu biết thêm nha anh chị. Tại vì thực tế và trên lý thuyết nó khác nhau. Thì đây em đang thực tế thì cái xe này thì em đang chạy bằng điện nè. Thường thường bên đây nó có cái vòng tua máy đúng không, 1.000 vòng, 2.000 vòng, 3.000, 4.000 vòng, nhưng mà riêng cái xe mà hybrid xăng và điện á thì nó không có. Nó có off nè, off là dừng lại, đúng, off là dừng lại, và CHG là ga chạy điện, là cái chế độ ga mà anh chị đạp vòng tua máy tới trong khuôn viên cái CHG đây á là nó là điện, còn vượt qua á nó là eco thì nó cũng vừa tiết kiệm mà nó vừa đó là vừa điện. Đây nè, bây giờ mà nửa vòng eco á nó là vẫn là điện nha anh chị, giống cái xe giờ em đang chạy 70-80 nè thì nó vẫn là điện, nó truyền lực lên hai cái bánh trước, cái moment sẵn lên bánh trước nè, hạ ga xuống thì nó mà tăng tốc lên á. Đó, anh chị tăng tốc lên ra cái đường mà đường trường đây thì khó thử cực kỳ, nhưng mà nãy chạy trong phố nè, đây nè, đây là vừa cái chế độ đỏ đây á là moment xoắn từ động cơ truyền lực xuống hai cái bánh trước và truyền ra đằng sau để như sạc pin hay sao á. Lúc mà nó hiện đỏ nè anh chị, lúc mà hiện đỏ nè thì không biết của Toàn nói có đúng không. Đó, anh chị chạy bình thường á, anh chị chạy mà đạp ít ga á, nó không có tính theo km, là km nào chạy giải điện và xăng mà nó hướng theo là cái ga á, cái vòng tua máy á, thì đó trong CHG á là nó là điện nha anh chị. Đó, anh chị đạp lên là nó phát huy lực moment xoắn nó lên BWR là coi như là xăng luôn này, nó không có điện luôn. Anh chị thấy nó không truyền luôn, nó chỉ truyền lực xuống để sạc pin thôi. Đó, khi nào pin mà hết á thì nó sẽ xài bằng xăng luôn. Mà pin đây là vẫn còn nè, nãy giờ em chạy đã thấy nó sạc lên rồi, hồi nãy là pin là 3 nấc, bây giờ lên 4 nấc rồi, lên 4 nấc rồi. Đó là vừa chạy nó vừa sạc luôn, sạc không hiểu cái nguyên lý sạc của nó là nó truyền xuống đây nè. Đó, lúc mà mình chạy qua chế độ giữa của eco là bắt đầu nó truyền lực xuống, nó chỉ không xài động cơ điện nữa, bắt đầu nó truyền lực từ động cơ xăng này, moment xoắn từ động cơ xuống hai cái bánh trước và ra sau để sạc pin. Thế em nghĩ hôm nay là vậy, lúc mà cái mũi tên đỏ này
Còn mà thẻ xuống này, đó thẻ xuống là động cơ xăng tắt liền. Đó cái động cơ nằm trên này là nó xài bằng điện. Rất là hay nha anh chị. Không biết là tiêu hao nhiên liệu bao nhiêu, thì em chạy ra đường trường thì cũng dở tốc độ 60, 70, 80. Cái chân em cũng hơi to nên là em đạp cũng hơi khiếp. Thì nãy giờ em chạy được 11 cây rồi. Tí nữa 50 cây hoặc là 100 cây em đổ đầy bình thử là nó tiêu hao nhiên liệu bao nhiêu với quãng đường trường mà toàn thử nha. Cái này là nó tham khảo thôi, anh chị tham khảo giống như cho vui thôi nha anh chị. Này cũng là một cái mà để anh chị để ý nè, toàn chạy có chạy bình không hay là chạy xăng không, cái lượng xăng đo có chính xác không. Thì em cũng nói luôn là hồi nãy là anh chị thấy là mức nó là mức 3 đúng không, mức 3. Mà nếu mà em toàn mà cứ chạy như vậy á thì nó sẽ xuống còn mức 2, mức 1. Nhưng mà anh chị thấy nãy giờ em chạy là nó tăng lên, chứng tỏ là nãy giờ là em đạp để cho nó cảm giác của em chạy em hay vượt xe hay đạp á, nên là nó sẹt lên cũng gần đầy luôn nè anh chị. Mới đi có 18 cây à. Đó, nãy giờ em chạy giống như này nó đỏ mà nó truyền lực. Nên là tí nữa em đo coi thử nó đúng không? Đúng là xe này hãng công bố là 4 lít không? 4 lít trong đường nội thị á. Nội đô hồi nãy như là trong đường nội thị á. Thì coi thử toàn chạy đường trường như vậy thì nó là bao nhiêu lít. Đây là đang xuống dốc nha anh chị, xuống dốc. Đường Tây Nguyên là vậy, nó cứ dốc lên dốc xuống, dốc lên dốc xuống, dốc rất là nhiều. Tăng tốc nhanh lắm nha anh chị, nhanh lắm. Máy nó có 1.8 đúng không, 1.8 mà hybrid nữa, nó thêm động cơ điện nữa, thì con này tăng tốc lên cực kỳ cao đó. Này không biết bao nhiêu mã chưa tìm hiểu. Nói chung là cũng xin lỗi anh chị là quay review mà cũng không tìm hiểu, nhưng mà cái này là ngẫu hứng á, ngẫu hứng ưng lên rồi quay như vậy thôi. Chứ đây là lên dốc nè, lên nhanh cực kỳ, rất là nhanh nha, đẹp, tăng tốc lên rất là nhanh. Đây nè, thành phố Kon Tum rồi nha anh chị. Nó chạy 80 rồi nhưng mà nó vẫn chạy điện nha. Tại vì em đâu có, nó theo cái chân ga của mình. Đó. À. 100.000 cây, vô lăng dày thì cũng đẹp á. Nói chung là cũng đẹp nhưng mà chắc chắn là không đúng đâu. Tại vì 100.000 cây cái này nó không có mòn nữa. Chắc 100.000 cây nó khác. Ồ, dáng dày thì khó coi. Nhưng mà không sao, đối với toàn là nhìn mấy cạnh mấy góc đây là vẫn nhìn ra được nha. Này dán thường chống ồn, hoặc là những cái anh nào á kinh doanh xe anh bị lỗi anh bua là anh dán ra luôn để người ta họ coi, để khỏi coi chỉ á. Nhưng mà nhìn đây là biết liền, là nhìn sơn xiết cái cạnh này nhìn là biết, giống nhìn nó quen anh chị, quen nghề. Nhưng mà có một cái vấn đề mà em nhìn đây, như cảm giác của toàn nha, là cái này là cái làm lại sơn lại nè, sơn cái sần này chưa bao giờ mà em thấy là làm mà đẹp như vậy. Chắc chắn 100% á thì mình không dám, nhưng mà mình kêu là có thể chỗ này làm lại. Chữ này nó không tròn. Cái bô này phải dính hết. Quá lại thì sao? Cái bô thì dính. À, cái bô này có mở rồi, thay cái bô khác rồi. Mở mà hồi xưa, nói chung là cái của anh hả? Dạ. Đây làm lại nè, xương làm lại, làm mà làm ngày xưa đẹp quá, xuống màu nhìn khó biết. Cái này làm lại nè,
là mà hết mà làm từ ngày xưa mà tinh xảo, nói chung là làm khủng khiếp á, tại vì nhìn cái xương nó không có, có thẳng, này thì vẫn là rin hết này, nó đồ rin này luôn. Cabo đây là nó ngày xưa nó bù, nó thay vẫn là cabo rin của xe nào qua á, chứ thường thường bị cái này là mất cabo liền, bị cái này là mất cabo, mà ở đây là thay cabo khác vô nè. Đó này, cái sơn ra ốc cabo không quan trọng, đối với Toàn không quan trọng, nhưng mà cabo này là cabo thay, mà thay cũ xe đã khác, tại vì nó bị tới xương cái chữ R này, nó đâu có cái thằng siêu thì khó nhìn, khó phát hiện. Hai màu của khác. Hơi giống. Rồi thôi về. Rồi đây 50 cây đây. Không. Nó mà bơm tràn luôn. Khi nào 3 lít không? 50 cây. 6 à? 6 à? Chào cho anh. Chào rồi. Học rồi. Chưa được 2 lít à? Chưa được 2 lít là 1 lít 670. Vậy là 100 cây là... Ồ, vậy là có 3 lít 2 à hả ta? 100 cây có 3 lít mấy à anh chị? Trời ơi, 1 lít 6. Ồ, gì xe chạy 100 cây có 3 lít mấy à? Kinh khủng khiếp. Kinh khủng khiếp, quá lời anh chị. Đó anh chị đổ đây bên lại rồi. Không thể tưởng tượng được xe chạy có 3 lít mấy trên 100 cây. Cái này mà gặp người nào mà chạy mà kia nữa thì chắc cỡ 2 lít mấy. Quá khủng khiếp. Quá khủng khiếp nha anh chị. 3 lít mấy trên 100 cây. Kinh khủng khiếp. Rồi, anh chị nào quan tâm đến cơ rốt đây hoặc là để lại bình luận phía dưới chia sẻ cùng với Toàn nha. Thích clip này thì hãy nhấn like, share và đăng ký kênh của em để em có thêm nhiều động lực. Và hỗ trợ cho anh chị tốt hơn nha, các dòng xe sản phẩm mới. Anh chị nào thích dòng xe nào cứ để bình luận phía dưới em mua. Rồi bây giờ sau quá trình test thử thì đúng là cái này là siêu phẩm tiết kiệm nha, chạy nhẹ, loại xăng mà tiết kiệm có 3 lít mấy trên 100 cây, 3 lít 2, mà cái đây là xe mới nha, máy nó vẫn còn nặng nha, đi mà tròn máy hay kia nữa là nó còn lợi hơn nữa. Nó còn lợi hơn nữa anh chị, nó nhẹ hơn nữa, nó lợi hơn nữa. Đây là xong. Đây cầu Đắk La nổi tiếng ở Kon Tum nè. Kon Tum cái nét cầu đó là biết. Có con sông lớn nè, sông chảy qua thành phố rất là lớn. Giờ vô đây uống nước dừa đã. Đi không được việc nhưng vẫn vui nha anh chị. Vẫn vui vì mình thử một cái sản phẩm mà nó quá lợi. Quá lợi, quá đặc biệt. Đó. Đường kết hợp nè, đây nhà công bố 4 lít mấy nè. Trong đô thị nè, ngoài đô thị nè. Thì nãy gần như là em chạy ngoài đô thị á thì 4 lít 8 không đúng, nó có 3 lít 2, 3 lít 3 nè. Có thể chạy 3 lít luôn cũng được. Do nãy em đạp, cũng đạp dữ. Đó, Corolla Cross Hybrid